Thưa quý vị, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ luôn ứng trực để làm nhiệm vụ kiểm tra các khu cách ly, phong tỏa và bệnh viện dã chiến, đồng thời đảm bảo việc thực hiện các quy định phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị, doanh nghiệp sau khi hoạt động trở lại. Do vậy, thời gian qua, thành phố vẫn an toàn về cháy nổ. Không tập trung đông người, nhưng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện vẫn đảm bảo tốt công tác huấn luyện cũng như bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị và xe chữa cháy chuyên dụng để phòng khi có xảy ra hỏa hoạn là xử lý được ngay. Thường xuyên tham gia học tập rèn luyện rồi tham gia bảo quản bảo dưỡng phương tiện hàng ngày. Bản thân tôi có những kiến thức nào gọi là thực tế nhất để sẵn sàng giải quyết các sự cố tai nạn một cách an toàn hiệu quả. Bố trí lực lượng trực tiếp nhận và xử lý nhanh những tin tức do nhân dân báo đến. Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với những đơn vị doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất và các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, vân vân. Đó là những nhiệm vụ mà hơn một tháng qua, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện. Trong cái điều kiện tình hình dịch bệnh như hiện nay, chúng tôi cũng được chỉ đạo của lãnh đạo phòng là tăng cường công tác thường trực, ứng trực để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, song song với đó chúng tôi cũng phải đảm bảo cái công tác phòng chống dịch theo quy định của nhà nước. Đó là chúng tôi cũng duy trì các công tác tập luyện nghiệp vụ. Để không xảy ra cháy nổ trong thời điểm thành phố tập trung chống dịch với cấp độ cao như hiện nay, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, cửa hàng tiện ích. Về phương tiện chữa cháy, việc bố trí lực lượng ứng trực tại chỗ, xây dựng phương án chữa cháy khi có sự cố. Đối với các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, các bình chữa cháy và máy bơm được trang bị. Bệnh viện cũng đã thành lập các cái tổ phòng cháy chữa cháy ở của bệnh viện và phân công các cái tầng đều có cái đội phòng cháy chữa cháy chuẩn bị tư thế sẵn sàng khi có tình huống xấu xảy ra, nhắc nhở nhân viên, nhắc nhở bệnh nhân trong vấn đề phòng cháy chữa cháy. Ở mỗi cơ sở phải tự làm tốt công tác phòng cháy cháy tại chỗ, mà đặc biệt là phương châm 4 tại chỗ, tăng cường công tác tự kiểm tra. Mà ở đây chúng ta cần chú ý về cái công tác kiểm tra tại cơ sở, cụ thể là kiểm tra về phương tiện chữa cháy, kiểm tra về những cái hệ thống điện, đặc biệt là hệ thống điện sử dụng tại các cơ sở. Từ đầu năm đến nay, số vụ cháy nổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ giảm cả về số vụ và thiệt hại, đặc biệt không có trường hợp thương vong. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và nhiều hoạt động kinh tế xã hội đang mở lại, công tác phòng cháy chữa cháy cần tiếp tục được tập trung để đảm bảo an toàn cho mọi người, mọi nhà.